Dự báo về chiều tối và đêm nay, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đề phòng sạt lở đất đá. Từ đêm qua đến sáng sớm nay ở Sơn La, Điện Biên, Hà Giang đã xuất hiện một số điểm mưa to đến rất to. Đặc biệt ở Hà Giang lượng mưa tới 134 đến 142 mm. Dự báo chiều tối và đêm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Hà Giang Tuyên Quang tiếp tục có mưa rông rải rác, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa lớn liên tục đã nhiều đêm khiến độ ẩm đất, tức lượng nước tích lũy trong đất. Nhiều nơi, khu vực này đạt trạng thái gần bão hòa trên 80%. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trong đêm nay khi trời còn mưa nữa. Còn từ sáng đến chiều nay thì vùng núi Bắc Bộ cũng như toàn miền Bắc trời nắng giáo. Trưa chiều bầu không khí nóng bức, các thành phố như là Hòa Bình, Thái Nguyên, Việt Trì, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình nắng nóng 35 đến 36 độ C. Số miền Trung thì hôm nay sẽ còn tiếp diễn nắng nóng trên diện rộng từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C. Tây Nguyên Nam Bộ thì từ sáng cho đến khoảng 1 giờ chiều trời nắng giáo. Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa 29 đến 32 độ C khá dịu mát. Nam Bộ thì lại oi nóng, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác 33 đến 34 độ C. Về chiều và chiều tối thì cần đề phòng với mưa rông kèm theo lốc sét và gió giật mạnh.